Thời gian qua, việc review quán xá, tức là trải nghiệm và đánh giá hàng quán, là các nội dung mà nhiều TikToker theo đuổi. Chuyện ăn uống được nhiều người trẻ chú ý nên các video nhanh chóng đạt được lượt xem cao, giúp các TikToker có tên tuổi. Nhưng cũng từ đây, những người này bắt đầu ngáo quyền lực, ảo tưởng sức mạnh, đánh giá phiến diện về chất lượng sản phẩm, khiến công chúng ngán ngẩm. Rõ ràng việc dễ dàng kiếm được mức thu nhập cao cùng những hào quang ảo trên TikTok đang tạo ra một bộ phận người trẻ ngáo quyền lực mạng xã hội. Nội dung này chúng tôi đề cập trong tiết mục Góc nhìn hôm nay. Thời gian gần đây, TikToker Võ Hà Linh là cái tên được nhắc đến khắp nền tảng mạng xã hội. Nổi tiếng với các video review mỹ phẩm, đồ ăn, cơ sở hữu 3,7 triệu lượt theo dõi trên nền tảng TikTok. Đáng chú ý là người này có rất nhiều clip review thu hút hàng triệu lượt xem nhờ vào việc nhận xét chê bai các nhà hàng, quán ăn uống. Nhiều người cho rằng đánh giá của Hà Linh quá phiến diện và TikToker này cũng không có đủ hiểu biết về những món ăn, hàng quán mà mình đến review. Chẳng hạn khi ăn thử món súp hải sản, cô liên tục khuấy rồi chê loãng, bịt mũi, chê gỏi và khí tanh, nói món rau xào mỡ hay món rau nhúc quá chua. Trước làn sóng chỉ trích, Hà Linh chính thức xin lỗi, tuyên bố dừng review hàng quán. Cô thừa nhận, việc review quán ăn là hoàn toàn sai, vị ngon hay dở là tùy vào khẩu vị của mỗi người, mỗi vùng miền. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hàng quán. Đây không phải lần đầu tiên TikToker gây tranh cãi khi trải nghiệm và đánh giá chất lượng quán ăn, nhà hàng. Cộng đồng mạng từng chứng kiến những màn đối đầu gay gắt giữa hàng quán với các TikToker tự gắn mác chiến thần review. Thánh ăn, reviewer xéo sắc, dùng việc nói xấu bóc phốt hàng quán nhằm thu hút sự chú ý. Đáng nói hơn, nhiều hành vi cho thấy các TikToker cố tình review, bôi bẩn để tấn công vào uy tín thương hiệu của các đơn vị kinh doanh ẩm thực. Thậm chí, có những nơi treo ảnh cấm cửa, miễn phục vụ khi những người này đặt chân đến quán. Nono từng là cơn ác mộng từ hàng quán cho đến người xem trước khi bị khóa kênh do miệt thị người nghèo. Người này có cách đánh giá ẩm thực sử dụng những lời lẽ, hành vi thô tục, thậm chí phản cảm. TikToker cô gái có râu từng gây xôn xao khi đưa ra những nhận xét tiêu cực về một quán chè CH. Sau đó hai bên liên tục đấu tố qua lại và đẩy sự việc căng thẳng trong một thời gian dài. Ngoài những TikToker chuyên review quán ăn, nhà hàng, mỹ phẩm, thời gian qua, cộng đồng mạng được phen xôn xao khi xuất hiện nhiều thánh chửi. Những nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng này ăn giận dị hợm, chen vào các sự kiện nghệ thuật nhằm gây sự chú ý, thu hút thêm lượt theo dõi. Sau khi có lượt theo dõi cao, các TikToker này sẽ kinh doanh bán hàng online để thu lợi nhuận và nhận booking quảng cáo. Theo TikTok, sứ mệnh của mạng xã hội này là truyền cảm hứng sáng tạo và mang đến niềm vui cho cộng đồng. Nếu tham gia cộng đồng này, TikToker phải tuân thủ sứ mệnh và không được ngáo quyền lực để làm tổn thương người khác, gây ra những hệ lụy xấu đến văn hóa xã hội. Theo tiến sĩ văn hóa Hoàng Long, thực trạng các TikToker gắn mác chuyên gia đang xuất hiện ồ ạt và khiến người xem khó phân biệt được giữa thông tin khách quan và cái bẫy do TikToker đặt ra. Hiện nay có nhiều nhà sáng tạo nhanh chóng đổ đời, sở hữu lượt theo dõi khủng trên mạng xã hội. Lẽ ra đây phải là kim chỉ nam hướng họ về giá trị tích cực, góp phần xây dựng con người, xã hội văn minh. Thì với một số cá nhân, điều này bị xem nhẹ, dẫn đến những nội dung độc hại, nhảm nhí, thiếu chuẩn mực cứ tiếp tục ra đời. Những người này bỏ qua việc tìm hiểu kiến thức, sẵn sàng đánh giá dựa trên cảm xúc cá nhân, mưu toan bốc phốt, dìm hàng hạ bệ người khác bằng sự nổi tiếng của mình. Đó cũng là biểu hiện của thói ảo tưởng quyền lực trên mạng xã hội. Rất nhiều người còn đang lạm dụng quyền tự do ngôn luận trên không gian mạng để đưa ra phán xét vô căn cứ, phô trương quyền lực ảo để thỏa mãn khao khát nổi tiếng của mình. Tuy nhiên, thời gian qua, sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận, người dùng thực sự phát huy tác dụng. TikToker Hà Linh sau khi xin lỗi cũng phải đón nhận làn sóng chỉ trích từ không gian mạng.
Thậm chí cô còn bị lập group anti-fan với hơn 100.000 thành viên. NoUNO bị người dùng tẩy chay trên mọi nền tảng. Nhiều nhà sáng tạo đi chệch hướng làm những nội dung bẩn, câu view. Sở dĩ có sự việc này cũng đến từ nhu cầu nghe nhìn của khán giả và còn nhiều thương hiệu thuê quảng cáo. Vậy nên nếu người dùng mạng xã hội, các cửa hàng tẩy chay, bài trừ nội dung bẩn thì những TikToker bị ảo tưởng quyền lực cũng khó tồn tại. Thực tế, TikTok là một mạng xã hội và TikToker cũng chỉ là người sáng tạo nội dung trên nền tảng ấy, chứ không hề có bất kỳ quyền lực nào cả. Nếu có, cũng chỉ do bản thân TikToker tự dơ vào mà ngáo quyền lực để làm gì khi chỉ thể hiện sự hung hăng, thiếu văn hóa trong ứng xử. Đã đến lúc TikToker phải tự nhận thức một cách đúng đắn về công việc và bản thân, tự nhìn nhận và đặt ra giới hạn sao cho chừng mực về cách thức sáng tạo nội dung, và nhất là TikToker phải thượng tôn pháp luật.